Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một phụ nữ ẩn thân đã lâu bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng. Bà là ai? Bà Trương Thị Mai, nữ ủy viên Bộ Chính trị duy nhất hiện nay. Từ đại hội lần thứ 13, bà Mai được phân công chức trưởng ban tổ chức trung ương đầy quyền lực. Ghế mà ông Phạm Minh Chính đã từng nắm giữ trước khi nhảy ngang qua chính phủ làm chiếc ghế thủ tướng. Bà Trương Thị Mai được nhiều người đánh giá là người phụ nữ nắm quyền thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy là phụ nữ quyền lực nhất hiện nay, nhưng bà Mai khá im hơi lặng tiếng trong khoảng một năm rưỡi vừa qua. So với người tiền nhiệm, bà Mai ít năng nổ, không biết vì lý do gì. Có người thì cho rằng bà Trương Thị Mai tuy nắm ghế quyền lực nhưng bà không có thực lực chính trị so với những nhân vật lớn trong ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai. Trong ban bí thư, chức trưởng ban tổ chức được cho là lớn thứ ba chỉ sau tổng bí thư và thường trực ban bí thư. Nói thế để thấy vị thế của bà Mai là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bà vẫn rất ít hoạt động so với nhiều nhân vật khác. Có lẽ vì bà là phụ nữ. Dù im lặng như thế nhưng không biết sao bà Mai lại bất ngờ xuất hiện và phát biểu đầy tự tin khác với những gì bà đã từng làm. Được biết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà Trương Thị Mai đã phát biểu một câu xanh dần rằng không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi được. Khi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì phải thay ngay cấp ủy do lòng tin của dân bị giảm sút, theo trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai chia sẻ. Đấy là lời phát biểu của bà tại hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết trung ương lần thứ 5. Bà Mai cho biết nhiệm kỳ 2016-2020 có 664 tổ chức cơ sở đảng đã bị kỷ luật. Và năm 2021 con số này là 220. Số lượng bị kỷ luật tuy ít hơn so với năm hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng hiện có, song không thể xem thường vì mỗi nơi bị kỷ luật thì ở đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút. Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân với đảng. Bà Mai đã nói như thế. Theo trưởng ban tổ chức trung ương, tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt tử trong hoạt động của đảng, song có nơi thực hiện chưa nghiêm. Các tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật đa phần vì vi phạm nguyên tắc này. Có nơi dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ. Ngược lại, có một số nơi lại thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Đây là hình ảnh lời tuyên bố của bà Trương Thị Mai. Được biết, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2021, cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm cho thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Vì thế, lời phát biểu của bà Trương Thị Mai được xem như nhận lệnh của ông Tổng nhắm vào Đinh Tiến Dũng, người mà đang giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Gần đây cũng có nguồn tin khá khả tín nói rằng ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ là nhân vật thay thế cho Đinh Tiến Dũng. Sự thật thay thế sẽ sớm diễn ra và có thể đến kỳ hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới. Đây là hình ảnh sự nghiệp của ông Đinh Tiến Dũng sắp bị rụng. Bà Trương Thị Mai được xem là người rất ít tham gia vào những cuộc đấu đá chính trị ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên lần này cho thấy một bà Trương Thị Mai hoàn toàn khác trước đây. Hứa hẹn bà sẽ tham gia cuộc chạy đua vào các chức vụ cao hơn trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản. Đinh Tiến Dũng xuống có thể bị khai trừ khỏi bộ chính trị, cũng có thể chỉ bị hạ bệ mà không tước chức ủy viên bộ chính trị, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà ông Tổng sẽ có cách xử lý riêng của mình. Tuy nhiên, dù cho xử lý nhẹ hay nặng thì sự nghiệp chính trị của Đinh Tiến Dũng cũng xem như kết thúc. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô đang tự phế võ công, tuy mạnh nhưng khó tiến xa. Bộ Công an là bộ được duyệt chi ngân sách cao thứ nhì trong chính phủ của Việt Nam, chỉ đứng sau có Bộ Quốc phòng. Mỗi năm ngân sách trung ương chi cho Bộ Công an đến hơn 4 tỷ đô la, một con số vô cùng lớn.
Có thể nói Bộ Công an vừa có quyền vừa có tiền, cho nên nếu không bị tai tiếng gì thì lại làm đen hồ sơ đảng, thì Bộ trưởng Bộ Công an có cơ hội rất lớn vào tứ trụ. Ông Trần Đại Quang cũng đã vào được tứ trụ chỉ sau có một nhiệm kỳ ngồi ở chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an này. Nhiều ý kiến cho rằng ông Bộ trưởng Tô khó có cơ hội vào tứ trụ hơn người tiền nhiệm Trần Đại Quang, mặc dù ông Tô đã nắm Bộ Công an sang nhiệm kỳ thứ hai và đã phục vụ ông Tổng khá nhiều. Đây là hình ảnh, với hình ảnh này mà người đứng đầu nhà nước thì sẽ là hình ảnh quá xấu hổ. Hiện nay ông Tô Lâm đang có cơ hội rất lớn để vào tứ trụ khi mà ông Chủ tịch nước đang vướng vào vụ bê bối Việt Á vì để người nhà của ông dính vào vụ này. Có thể đến kỳ đại hội nghị trung ương sắp tới, ông Chủ tịch sẽ bị ép từ chức vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, khả năng này chỉ là 50-50. Không có gì đảm bảo là chuyện thay thế sẽ xảy ra, mà giả sử có xảy ra đi nữa thì chiếc ghế đấy cũng có rất nhiều người đang nhắm đến, tranh giành nó. Mà trong đó có thể kể đến là ông Phan Đình Trạc, người luôn cạnh tranh ảnh hưởng với ông Tô và là người thân cận của ông Tổng Bí Thư. Thời gian trước khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chiếc ghế Thủ tướng, ông Dũng cũng rất giỏi dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị. Và cho đến bây giờ chưa ai giỏi việc đó bằng ông Dũng cả. Hiện nay với vai trò là Bộ trưởng, nắm một bộ có ngân sách khủng thứ nhì của chính phủ, ông Tô hoàn toàn có khả năng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị tới các nơi khác. Một số người đánh giá ông Tô rất khéo kiếm tiền. Ông không để lộ hình ảnh tham nhũng công khai như ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn bung ra. Thậm chí việc xây dựng tượng đài cảnh sát đổ sổ, ông cũng ém rất kỹ tổng mức đầu tư, không ai biết là bao nhiêu, mặc dù người dân có thể dự toán đến hàng chục triệu đô la. Mà ai ém giỏi thì người đó dễ ăn, vì ăn sẽ ít ai biết. Về phần kiếm tiền thì ông khéo thế, nhưng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô Lâm không giỏi. Vậy nên khó có cơ hội hơn cho kẻ khác, nhưng vẫn có những người tinh ý về chuyện này hơn ông Lâm. Đây là hình ảnh người đứng bên ông Tô Lâm hiện nay, là một tình nghi tội phạm có tổ chức đã bị bắt giam ở Slovakia, đó là anh cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây. Vài việc vụ vặt vì lý cách sử dụng đồng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô còn rất vụng về trong việc xây dựng hình ảnh chính trị ra. Nếu làm chính trị khôn khéo, không ai lại đi ăn thịt bò dắt vàng để rồi hình ảnh bị phơi ra trước bản dân thiên hạ để mọi người đàm tiếu. Đấy là chưa kể đến hành động bắt cóc người tại Berlin làm cho hình ảnh của ông Tô Lâm xấu đi và người dân trong nước và cả trên thế giới đều kinh hãi khi nhìn thấy ông. Giả sử như ông Chủ tịch nước về hưu sớm, ông Tô là ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch, thì liệu khi làm người đứng đầu nhà nước, đặc biệt là các chuyến công du nước ngoài mà Chủ tịch nước Việt Nam bị dính ảnh ăn thịt bò dắt vàng và bắt cóc người tại lãnh thổ của Đức, thì có thể nói rằng đó là nhục quốc thể, trong khi tòa án Đức vẫn liên tục xét xử đến vụ mật vụ thứ hai của Việt Nam. Đây là cách cản trở thứ hai đối với ông Tô Lâm. Phải nói rằng hiện nay vai trò của ông Tô với ông Tổng là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả đối thủ của ông là Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, nếu ủng hộ người vào chức Chủ tịch nước thì chưa chắc gì ông Tổng ủng hộ ông Tô hơn ông Trạc. Có người nhận xét khá gay gắt, có thể là do độc mồm khi cho rằng ông Tô chỉ làm tốt vai trò công cụ, chứ không làm tốt vai trò của người điều khiển. Nhận xét này có phần khá đúng, vì ông Tổng điều khiển ông Tô dễ hơn điều khiển ông Trần Đại Quang. Chính vì làm vai trò công cụ tốt nên ông Tổng dùng ông Tô đến hai nhiệm kỳ bất chấp ông Tô đã để lại nhiều tai tiếng xấu cho bộ máy của chính quyền của Đảng với nhiều vụ việc khác nhau. Đây là hình ảnh, xem ra chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Phúc còn khá xa so với tầm với của ông Tô. Với những cách làm gây nên hình ảnh xấu như thế, được xem như ông Tô đã tự phế võ công hay tự hại mình trên chính trường đầy khốc liệt. Nếu không có những scandal không đáng có thì ông Tô rất dễ lợi thế vào tứ trụ. Tuy nhiên với những gì ông đã làm được, nhiều người đánh giá rất khó lên cao hơn nữa. Đấy chỉ mới là đánh giá, còn thực tế như thế nào thì vẫn phải chờ xem hội nghị trung ương tới đây quyết định.